Rồi, chào cả nhà nha. Chào mọi người. Bữa nay hai anh em mình sẽ làm món cá rô phi nướng muối ớt. À, hai cá rô phi chà bá lửa không? Chứ nướng gì? Trời ơi. Cá rô phi nướng mọi các bạn. Nói nhỏ xíu. Giờ trời giờ đang chứ mưa nó mới ghê chứ. Nè, đang thù lùi luôn. Ố. Đang gió nó chắc nghiêng hồi mưa chắc. Cái này bữa nay hai anh em mình nướng ở phía trước nè. Chỗ này là chỗ bữa Út Thu với ba mình dọn dẹp mấy cái vàng đậu gọng mà. Với lại ba mẹ mình giờ đang ở ngoài vườn bọc ổi sao rồi. Út Thu nướng ở phía trước này sợ ăn trộm vô ăn trộm mấy cái đồ ăn giặt của Út Thu á. Chứ gì sợ mắc đồ đâu, tại nhảy dưới quê nhà cửa tiền bạc đâu mà sợ mắc. Sợ mắc đồ ăn giặt các bạn, chưa đời nổi không? Anh nói rồi em có nói. Rồi bây giờ công đoạn Út Thu về để vô Thu nhóm lửa đi. Còn mình chặt cái cây tre nè. Em chặt đó, em chặt em đem lên đó. Đó, rồi để mình kẹp vô hai cá mình nướng. Nãy giờ mình ngủ mới thức dậy bạn ơi, mới thăm bảy gắn về. Anh hai sướng lắm, ở nhà ngủ thôi à. Sướng quá trời luôn, anh hai sướng. Em phải chặt tre, tự chặt tre luôn đó. Nãy giờ thăm bảy gắn từ sáng tới chiều đó. Rồi, giờ chặt cái thái. Rồi dăng hai cá này còn khỏi ăn luôn đó. Chặt thái vô ra. Đây nè. Đây nè. Không phải là sợ chậm vô nó lấy mấy đoạn giặt sao? Mưa chạy vô không kịp. Ở đây nhiều khi cũng chạy vô được. Là sợ mưa bạn ơi. Mưa chạy vô không kịp à. Mưa ngồi khỏi rửa tay luôn đi. Chắc đâu làm gì đâu vậy. Lúc ấy chưa. Hả? Hai cá chả đầu nha hả? Ừ. Rất nhiều nè. Xui được không? Đẹp, đẹp, đẹp nghe. Nghe, nghe. Cô cá này đẹp. Đúng rồi. Gớt, kẹp một hồi con nhỏ nó gớt em. Em mới chịu đó nha. Bóp lại cái thôi. Nó chẳng biết gì về nó ăn cả. Cá xong rồi mà luôn rồi. Rớt hay chưa có à, xong. Xong cũng có lồng tôm. Cá rất là ghê. Ra lồng để ghê quá. Thu nhóm lửa hay quá. Mỹ lặt nhẫn lòng nấu canh hay luộc bảy. Ồ, nay có bảy mình mới ra hái. Hái nhẫn lòng nữa bạn. Ồ, nhẫn lòng ngon lành quá ta. Gan trước kiếm được miếng thì xong rồi canh. Vậy xong rồi canh rồi đó.
có chú bác nào mà lớn lớn tuổi nước ngoài không, cần hốt không, đang ống chè đó. Không có nhắn lòng này, luộc nấu canh ăn thứ gì chịu nổi. Thôi Út Thu này nhóm lửa, nó nói chè với Út Thu nhóm lửa là có kinh nghiệm lắm nha bạn, phải nướng nhiều rồi đạo hố rồi đã không. Cây này cây dừa nè, bành gì nâu sạp. Ủa cây sạp chứ, nó là cái motor để ba mẹ mình tứ giường với bơm lên cái hộ, phải khóa vậy đó, dưới quê motor phải khóa vậy đó. Nước bên nước tư bị lụm hết cái rồi. Đây nhà mình ba mình muốn trồng mai kinh hồn luôn á, ba mình cũng thích cây kiển đó. Đó bạn thấy không, đó còn có mía nữa thấy không, mía tầm diệu với mía đường ở sao đã mía ở trước con mía nữa, mẹ mình mới mới tước lá mà. Mẹ mình thì đa số trồng mía rồi trồng xả đồ này nọ, còn ba mình thì thích kiển mai nè, tùm lum hết trơn. Bữa đó ba mình Út Thu ở nhà dọn luôn cả buổi trời á mới xong nguyên cái này nè. Hồi trước lúc trước là mấy bữa trước là cái này là đậu gồng, nguyên khu này toàn đậu gồng luôn, với lại mũi đồ quá trời mà. Dọn cho trống. Cái này cháy miếng dầu vô nữa, rồi lửa không màu cháy. Làm kiểu giống như trời trời quá. Hay là nướng ơi sao mấy bụi chuối ổng bả muốn chết chân ba mẹ la chứ sao. Nghi quá. Hay là sợ ăn trộm vô ăn cắp đồ ăn giặt không Thu. Ủa đứng trên gió nè, không đứng. Ngồi trên gió nè, mấy anh đây nè. Đâu nó cũng phạt tới hết á. Đâu. Gió này gió đủ chiều. Mấy cái thang này là mẹ bà tận dụng lại bạn. Mấy cái thang này mẹ mình nấu bếp đó, bắt đầu gấp ra để vô cái nồi nước xong bắt đầu đem đi phơi rồi thành than thôi. Đi mưa quá trời đang hầm mì hai cá mình nói nè, hai cá rô phi có rau ăn rồi mạnh kino rô phi bự ra. Bây giờ hôm bữa trái quá trời, bữa nay xỉu rồi ta, hai bán à. Trời đang chuyển mưa tốt hùi tốt hùi luôn nè. Đường xe du lịch chạy ta. Cái chậu này định trồng gì Thu? Cái chậu bông này định trồng gì vậy? Ốc Thu định trồng bông, trồng hẹ gì đây nè, hành hay gì nè, đó vô hủ hủ các bạn. Nghi ngồi nướng kịp hay không đây, sợ mưa tầm tã nữa. Rồi than đỏ rồi, chuẩn bị để con cá lên nướng thôi. Ủa vậy là vừa nhìn thấy không, hấp dẫn chưa, cá gì với cá nướng mồi ăn ngon lắm nha, đừng có chê nha. Nghĩa không về hả, ngồi xuống ăn cá nè, cá rô phi nướng mồi. Đó, nhìn thấy đã không. Chỉ ngồi chờ thời thôi. Vậy ngồi chờ đợi thôi có chín. Hôm nay có cần coi con gà Út Thu rảnh nè, Út Thu làm nè. Đó cái đó là
hành hẹ, nó cũng hẹ luôn. Bên này ngò gai, này cái bông lan trước em kế mình ở trên Sài Gòn về bạn, nó đem về trồng á, đẹp đẹp ha. Này lan gừng đó. Này này ông Thu rồi đang chuẩn bị làm cái gì nữa nè, mấy thùng mớp nè. Tìm gà Úc Thu thất nghiệp á nên làm nhiều thứ lắm, định trọng cái gì không biết nữa đó, nó nghệ cái rừng đó mà. Có cái mai nó tiền không á, người ta vô người ta trả hoài, cái mai mai vàng mà vàng á rộng ra cái tàn thấy mình kinh khủng không, nó cao không? Người ta đi đường chạy ngang thấy vô trả trả hoài mà ba mình không bán, không nhộng luôn, gần đầu tre luôn, gớm hồn. Mai tàn nó rộng lắm, còn này mai tứ quý. Bên kia đó hai cái chậu trà bá lửa, miếu Thu định làm gì không biết nữa, cũng trồng rau gác bông hoa gì đó, trồng rau hả? Này củi mẹ với ba mình đang sao vườn đem vô rồi chùm dây mũ lại sợ mưa, mấy gà dắt chịu mưa dữ lắm. Quay đều, quay đều. Giống như gà quay vậy đó. Quay, quay. Cho mình cái giờ cá rô phi nhiều lắm, bữa nay đi câu nó thấy quá trời thấy luôn. Cá rô phi không mà nó không có ăn. Bây giờ ở dưới quê bạn cho mình á là cá rô phi giờ kinh khủng luôn. Cá rô phi giờ nó đẻ xanh xôi để nở nhanh. Mấy gà do người ta làm ruộng, người ta làm cái vụ đông xuân đó. Mà đầu nước trên ruộng người ta chắc nước hết nè, đầu nó xuống gạch ra sông quá trời luôn. Mà câu trong chú đi nâu lại nhiều nha. Tại chú nâu vườn đó mấy cái mương nó sát ruộng, bởi ta chích điện này nọ, đầu cá nó rút vô. Với lại cái mương chính giữa ông để cái ống bọng không? Bởi nước mà cá ngoài ruộng nó giờ chạy vô mương cũng quá trời. Bởi mình lúc Thu đi câu cái chai cái sông nó quá trời cái rô phi luôn. Nhưng cái không có mồi dế, không có đem dế, vô với câu thức ăn không nó không ăn. Bữa nó đem dế trùng rồi câu dính rồi, quá trời rô phi. Con cá theo nước đã. Mấy món nước mồi nè bạn, thấy nó đơn giản, thấy nó dân dã vậy mà ăn ngon lắm á. Hai con mà hai anh em mình ăn lòi bản họng luôn. Ngồi có nghĩa qua nghĩa họng mới vậy đó. Ta tướng cô Út Đồng Tháp ngồi nướng cá chịu đời nổi không? Giờ chỉ ngồi chờ đợi thôi. Bốc khói à. Chín chưa, chín chưa. Giờ này mà chín. Này có trộm nè Thu. Trộm nè. Nhìn có đi đào kiếm con đỏ con mắt nè. Đó. Nè. Tức trộm. Hôm bữa em với ba đào kìa nhóc luôn. Đào quá mà. Cái này mình nướng rồi chấm muối ớt đúng sách luôn. Đợi Thu nướng đi, mình chậm mình lấy dầu ra. Đợi Thu nướng lâu lắm. Nè nè, cá nó lâu chín chứ không phải là em nướng lâu. Nó đi nhiều chuyện đâu đó ếch. Cừ kìa. Kêu ếch cái cừ kìa. À, chung quất nè. Mời cả nhà nha, ngồi.
Mày lạnh không? Thu không có ăn đâu, Thu chỉ nướng được rồi. Mời cả nhà nha. Cây thủi quá hả? Nói về ăn giặt rồi thôi khỏi nói à. Cái câu cá với mình nguyên cái bịch bánh ngồi hỏi trơn luôn á. Câu cá nó lâu mới chết. Mời cả nhà. Câu cá người ta nói là sao là cần phải có sự kiên nhẫn là phải có cái câu được. Mình nhốt thu câu toàn có dính con không à. Nhất quá tam là ba lần á, lần sau mình câu thế nào cũng dính hai con. Đi câu máy gì đâu mà thấy bụi con mát không. Tới nhiều chuyện. Lực. Tới ngày đi nhiều chuyện. Thấy tò mò nhìn ghê không chớp mắt luôn mà. Để có biệt danh là ếch nhiều chuyện đó. Khoái quay đầu lại. Cái gì? Sao? Gì? Sao? Biết mấy gọi danh là ếch nhiều chuyện. Bỏ mẹo ra thôi, nó ngồi được nó ra nha. Mèo hàng xóm lại ở đây cái nào ở đây luôn. Chạy bốn con. Không quá. Nó ăn gì vậy? Cái con Phi này anh gánh vô con gạch trong kia trong quán trời ơi độc ngư chân luôn cái con Phi á. Đó không có lưới mùi phân nó chín phân là đẩy xuống phát là thôi. Cuộn luôn. Cái gì? Từ biết không? Không quay câu máy mà chưa gì trơn. Cái tuần đầu tiên quăng vô lắm lưới người ta. Kéo phát đứt gân luôn, đứt lưỡi luôn. Hết nhiều chuyện. Có con mèo về đó. Chào mèo. Chào, chào mèo không? Hả? Mèo không? Bỏ ở đâu mắt rồi? Bỏ bởi. Bỏ mắt rồi. Cá không? 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 Nhớ không? Nhớ không? Rồi cá không? Nhé chứ làm gì vậy? Thôi mà. Chép miệng rồi. Dạ này biết thầy ban lắm, chép miệng, chép miệng. Cây này nó chói thì điện, thấy công cái cây chứ. Dạ. Ờ, thấy mẹ nó qua kìa. Nặng công cây chứ. Thấy mẹ qua kìa hả? Rửa thùng phước không? Thơm không? Thơm không? Ừ, cái gì? Cái gì? Để trên kia. Thường nhảy mũi làm nhỏ giật mình á. Ngưng ngắt biết là cái gì. Tinh 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 tinh. Giờ ăn tới rồi. Giờ ăn tới rồi. Giờ ăn tới rồi. Giờ ăn tới rồi. Giết nữa. Nhiều ý, giống bà dễ sợ chứ. Ừ, không thèm ăn luôn hả?
nhìn nó vui mà mắm. Không thèm ăn nè, nhìn hai cá không muốn ăn cá nè. Sao ăn hả? Nhìn hai cá không đòi ăn hai cá rồi. Tại vì anh kêu ngủ ha. Xin lỗi. Nhỏ cười không cho không chọc, nhỏ cười tới ngày cái chọc nhỏ khóc rồi. Miếu. Không cho ăn thôi, miếu nạt nè, khóc rồi. Miếu mà chuẩn bị khóc rồi. Không chịu ăn cơ. Là cái khóc miếu. Xin lỗi. Về cái mỏ. Cái mỏ khóc, chè chè ra chuẩn bị khóc rồi. Cá già nó chín nó thâm phức luôn bạn ơi. Hút thu nữa làm sao sắp gãy đuôi cá rồi, lấy cái cây đỡ thì cho đời nổi không. Cái gần gãy rồi cái đuôi cá. Tại cái này mình nướng mồi mình kẹp cho kiểu cho nó văng giả chứ các bạn, chứ không thôi hút thu nướng cái dĩ rồi. Nhưng mà nướng cây thấy cái vẻ nó ngon hơn, sắp gãy nó hấp dẫn hơn. Nó chuẩn bị gãy cái đuôi cá luôn rồi. Nó còn dính bộ xương họ cái gớt kìa. Có hai cá nè. Chuẩn bị chín rồi đó. Lê. Cô Bảy nói là bài bản quyền của tôi. Cái bài bản quyền của cô Bảy mình hồi lê. Đời nói không? Bản quyền của tôi, cấp bản quyền. Cấp bản quyền. Đó. Đó, nổ rồi đó thôi. Sợ giờ nó sức đuôi gãy đầu. Nó trùng xuống rồi nè. Rồi mời các bạn nhãn nha, nhãn thái. Gãy thu làm mình ăn thôi. Ăn liên miên. Lật khóc không sùm bánh à. Chữ mắng hả? Đợi chơi. Đợi chơi á. Chết luôn. Bởi vì có biệt danh là ếch nhiều chuyện á. Chết rồi. Bị đánh đòn rồi, ếch bị đánh đòn rồi. Như cái cá nướng mội này, như bữa đó hình như anh Huỳnh Hồng không ta, Huỳnh Hồng anh Hoàng Đỗ gì á, nó làm món này nè, mà lâu quá mình quên. Nhớ tên món. Ừ. Nhớ thôi chứ mình quên lâu chứ cũng hơi lâu rồi. Nhận thấy những tiêu ngon ghê mà. Cơm dày nó không có xíu. Ơi nướng nhiều kìa. Cá hấp dẫn quá. Cá bự lắm. Chín rồi nè, gần chín rồi nè. Mong là đừng có mưa. Sợ hồi chứng mưa nó đang tụt lùi, nghi mưa mầm tới anh em xách dép chạy rồi coi. Mà cái ruffi này phía trong ruộng mình mới có mà, ở chỗ mình không có. Chỗ mình do đa số người ta làm bày bao hết á. Không có cái ruffi. Trời, xích vô trong ruộng mình quá trời ruffi luôn. Nói trong đó gần ruộng người ta không làm bày bao nữa, bởi vì cái ruffi nhiều lắm. Mương nào nước ra vô á, cái ruffi mới có. Còn chỗ mình giờ ta bí bày bao hết trơn à. Ta sợ mùa nước nổi nè, nước nó vô tràn bờ can trái rồi đó, bây đập rồi đê rồi ta bí hết trơn. Nhìn thơm phức hấp dẫn không? Chảy nước anh đang chảy mở ra. Đủ. Mấy món mà ăn giả kiểu đơn giản vậy mình thấy vậy chứ ăn ngon lắm bạn ơi, bảo đảm luôn á. Nước mội của này nè. Bình thường mình để ý mấy cái món mà làm á, nước mội với nướng á, ăn rất là ngon. Mấy món nướng nó tọa dạng như nó giữ nguyên chất của cái thịt á, mới ăn ngon lắm.
Nó biết than quá trời than, cá gần chín mà than còn nhiều ghê hồn. Mày ăn hồi đừng nói bắt gà nướng nữa. mấy gà tre mình vút khu giết làm giết mấy gà tre mẹ mình muốn hết vậy luôn rồi. Mấy con nào mổ ổi cái mẹ mình nói rồi xong rồi đó, cho mình luôn, vậy là quất anh em mình quất thôi. Bữa nào làm gà quay cảnh bạn cho bạn xem cái cảnh ban đêm mình đi bắt gà nha. Nó ngủ trên cây á, chèo lên tuốt cho mấy cây nhãn á với mấy sòi á. Cái sòi ở sau mình nó cao ra không, nó ngủ trên đó đó mà chèo nó chụp, nó chụp mấy cái chân nó. Cái tối rồi gọi đèn đi chụp là chí ché rồi. Mấy gà đó mổ ổi nó khóa quá, mấy con nào mổ ổi là ba mẹ mình kêu xử liền à. Thơm phức Thu ơi, thơm nực nồng luôn á, muốn chín rồi đó, sợ khét quá. Sợ hồi trời mưa á. Dao rồi. Ồ, dao quên lấy ra rồi, hải tách ổi đâu có đem ra đâu. Ra cắt cái tàu lá chuối. Bây giờ là 5 giờ. Ở dưới quê dễ biết là 5 giờ đó bạn. Tại vì giấc chiều mà nghe lo phát thanh là biết 5 giờ rồi đó. Lại mình đốn tàu lá chuối á. Mấy cái chuối làm sao mình cũng thu xử giết hết lá chuối luôn à. Ở ra hàng trước. Đây, lấy chuối này đi. Này chuối sim nè. Đây, lá này đi. Nào bên rảnh mình đi đặt chấm lường với cặm câu cá lóc một bữa. Mùa tre nhà mình thấy ha, cái cửa đã không à. Tre này, hồi đó ba mình cũng chậm con cây một nó mọc ra giết quá trời đất. Tre này vút câu là hơi khỏi tre luôn á. Với lại nhà bây giờ mấy cái nhà bếp rồi ta cũng thường xài tre lắm mà. Này đường à. Đường này chạy thẳng ra mà đó là ra chợ cái tàu á, gần cầu Mỹ Thuận á. Mình đi ra mình lên Sài, mình đi Sài Gòn hay là mình đi An Giang Châu Đốc đồ này nọ Kiên Giang rồi mình đi đường này nè, mình chạy thẳng ra mãi là tới chợ cái tàu, chợ cái tàu hạ. Còn chạy ngược trong mình á. Nó sẽ các bạn nghe, nghe họ gào gì không? Đó đó đó, mình thấy hình xong rồi. Đó. Hội chợ bạn trong mình, trong chợ mình nè. Từ đây chạy xe chổng đâu khoảng 7 phút. Trong chợ xã mình á, hội chợ. Bây giờ chiều mấy học sinh với người ta đi làm rồi về quá trời xe chạy. Ủa nhóm khác rồi Thu. Thu nướng họ chắc khác luôn á. Ra coi Thu ơi, chừng khác Thu ơi. Cá nó gãy cái đuôi vậy. Rồi cá giờ chín rồi bạn ơi, muốn khét luôn rồi đó, nhìn cá hấp dẫn không? Rồi chuẩn bị lên chiến đấu thôi. Rồi nó bốc khói cái tre luôn kìa, cái tre non á, nước nhiều lắm, nước nãy giờ bốc khói cái tre luôn. Đỡ cái này nè, sợ nó bị gãy ra. Nó không gãy đâu, còn xương mà. Tèn tèn tèn. Là đánh bìa. Nè có nghĩa. Nghĩa lại cầm cái cây làm mà để chú hai làm ảnh bìa với cổ rồi. Cầm nổi không? Không ha, cầm cái chân gãy con, hai cầm hai người hai bên á. Nóng. Nóng á con, nhận nóng. Hai người hai bên. Đấy hà, thấp xuống nghe.
À đó. Cái đứng à. Rồi thôi, rồi dọn ra để xuống luôn, quất luôn. Lên lấy cái kìm. Nãy nhận đi đâu mũi chích lỗ mặn lên chạy. Ngồi xuống con. Nè, ngồi đây nè, ngồi đây. Ngồi đó, để ngồi thì ở khu ấy thịt cho ăn. Ngồi đây nè nghe, ngồi cho khu chỉ. Ủa em gì? Còn anh này còn có sao ngồi. À, ngồi không ở đó. Dẫn hấp dẫn. Ngồi đây. Nghe xin ngồi sao được. Nó quà gì lại nói lấy cục gạch đi. Tao lo tí. Cái gì cũng nấu mà. Nó ngồi đi chứ. Trời ơi, ê, nó khô ăn hết luôn. Lấy cục đi. Cục nào cũng được đó. Rồi, đây. Rồi, ngồi đây. Rồi, ngồi đây nghe. Con kiến. Con xà đâu kiến không trắng. Rồi, ngồi nhanh lên. Ủa, mũi chút con chứ này nó ngổ mặn luôn. Không cái dây lên ngồi đi. Nè, thôi ngồi chùm hổm đi cũng được nữa. Cá à. Hút thu ăn hết luôn. Thơm không nhỉ? Rồi mời cả nhà nha. Ủa? Ủa ăn đi. Đỡ đỡ. Để đi ngồi tí xíu hả? Đã nghe nghe. Ngon thu hết à. Con ngồi bên đây nè, nó cả camera. Trời ơi, khổ ghê. Nghĩa manh động quá. Nóng ở nhà đừng nóng. Từ từ đừng manh động. Đừng đang mất khó rồi nha. Nóng ăn hết thôi con xẻ ra. Con lấy từng miếng nhỏ thôi. Bốc khói kìa. Nó như nhỏ xíu. Cái đèn xương á. Ngọt thịt nó ngọt. Cá ngoài lòng gót kìa. Gót thu đâu rồi? Con lấy quan rồi. Nhẽ nào giờ có ăn cá goofy nướng chưa? Chưa. Mà ăn sao? Bữa nay ăn cá sao? Ngon. Hơi mà hơi nóng. Hơi nóng. Hơi cay cái lưỡi nha. Cá được chấm mấy bên đây nè, đừng chấm cho trong miếng ớt. Nè.
nhện đâm lại có trúng nhớt rồi. Mà con ăn cay được. Được không? Được. Hỗ trợ thôi anh. Chơi lô tô đúng 2 thùng 3 thùng 5.000 đồng một vé lô tô, 5.000 đồng một vé lô tô kinh doanh. Lô tô đi. Nghĩa này đi chợ chưa? Chưa. Cái lô tô chưa? Cái chợ lô tô chợ? Chưa. Hôm nay vàng con thì đâu bài á. Nè con có đây cái giống lớp cùng bạn ở trên cũng có nè. Đeo hồi mà lúc đi xuống ớt mấy lần trước á. Thứ bảy con đi xuống ớt á. Cái bắt đầu mẹ của con vô, của con đi xuống ớt á. Lấy cái trong lắc như cái gì chuyện vậy. Hôm học bài hay quá trời, sao nghe mẹ làm rồi mẹ? Gì? Con á? Học bài sao mẹ làm? À tối à, không phải học bài sao mà mẹ làm hả? Học không nhớ, không nhớ, không thuộc bài à? Đó là học bài đó, cũng mấy lần dưới cân mà học. Chuyện bài phụ. Chuyện bài học bài cũng mua, cũng mua rồi. Ngứa rồi. Nè. Nè. Như là không có, như là không có xương nè. Như là cái xương không nhắm mắt đâu à. Con dễ có lần nào có xương cho con không? Con gớt đắt là con ăn luôn á. Để trên đây nè, trên đây. Ngon à? Ngon à? Không. Nấm này cái này một khó rồi nha. Không hỏi luôn á. Dùng nấm đó, con lấy miếng ờ vậy thôi. Nhanh chơi hả? Công nhận cá nướng mọi này ngon quá bạn ơi. Nghĩa là ăn lụp lìa. Ngon không Nghĩa? Lo ăn rồi bạn, cắm đầu ăn rồi. À, thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây. À, chúc cả nhà xem video khỏe nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà cái Nghĩa. Chào cả nhà. À, chào cả nhà nha.